Quý vị và các bạn thân mến, thưa quý vị và các bạn, là có rất nhiều người, có rất nhiều anh chị em và các bạn thì thắc mắc rằng là nếu mà mới tham gia đầu tư thì chúng ta nên bắt đầu như thế nào. Cũng giống như là trong cái video ngày hôm qua thì chúng tôi có muốn gửi tới quý anh chị em và các bạn những cái cổ phiếu, 50 cái cổ phiếu ngày trước mà đã làm cái thống kê, cái dữ liệu. Thì rất nhiều anh chị em và các bạn để lại thông tin mail để chúng tôi gửi cho anh chị em và các bạn. Tuy vậy thì sau khi mà xem xét lại các cái cổ phiếu trong cái danh sách 50 cổ phiếu thì chúng tôi nhận ra một điều là có rất nhiều cổ phiếu trong đó thì nó không còn cái giá trị sử dụng nữa. Vì vậy thì chúng tôi đang căn chỉnh để có thể là đưa tới cho anh chị em và các bạn một cái danh sách nó phù hợp hơn, và hiện tại thì chưa gửi được cho anh chị em và các bạn. Thì trong cái buổi sáng hôm nay là ngày 30 tháng 12 thì chúng tôi muốn dành ra một cái loạt video để chia sẻ với quý anh chị em và các bạn một cái vấn đề, đó là chúng ta sẽ đi từng bước một, từ những cái bước ban đầu về cái câu chuyện là tham gia đầu tư thì nên làm những cái bước gì để mong rằng là không chỉ là đem đến cho anh chị em và các bạn một cái danh sách cổ phiếu hay là một cái những cái chia sẻ mang tính chất gọi là riêng lẻ của từng cái chủ đề, mà chúng tôi muốn xây dựng một cái chương trình, đó là nó đi từng bước một để cho anh chị em và các bạn có thể là tự làm được, hoặc là có thể tự nghiên cứu, hoặc là có thể là tự mình có thể biết được cái phương pháp. Chủ yếu trong cái buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi vào những cái bước đầu tiên của câu trình là người gọi là gần như là chưa biết gì về đầu tư tài chính thì nên làm những cái chuyện gì và bắt đầu từ đâu. Thì từng video thì chúng ta sẽ mở rộng dần từ những cái vấn đề rất là cơ bản, rất là đơn giản nhất. Thì cái việc đầu tiên mà người tham gia tài chính, người tham gia đầu tư chứng khoán thì cần phải làm cái việc mới bước vào thị trường, mặc dù là người này, anh chị em và các bạn có thể là chưa hiểu lắm hoặc là cũng chưa có nhiều kiến thức về mặt kinh tế và cũng chưa được hiểu nhiều về thị trường chứng khoán, nhưng mà có những cái thứ mà anh chị phải có thể làm được ngay và hiểu ngay, đó là cái việc mà chúng ta có thể dự cảm về cái nền kinh tế, cũng như là cái đánh giá về cái xu hướng kinh tế trong cái giai đoạn hiện tại nó đang như thế nào, bằng việc là những cái kiến thức thực tế trong cái hai cái thị trường, đó là thị trường bất động sản và cái thị trường gọi là hàng hóa nguyên vật liệu cho ngành xây dựng. Thì không nói đi vào chuyên sâu quá mức giống như những cái video gần đây chúng tôi trao đổi và chia sẻ nói với anh chị em và các bạn là về cái xác định xu hướng của thị trường chung hoặc là nền kinh tế hoặc là khủng hoảng hay gì đấy, thì chúng ta sẽ bàn đến sau. Những cái đầu tiên thì chúng ta cần phải làm đó chính là một việc rất là đơn giản, đó là chúng ta uống cà phê và suy nghĩ về những cái thứ mà hiện tại thực tế ngoài nền kinh tế nó đang diễn ra. Tôi lấy ví dụ như là kinh tế thực nó đang như thế nào, ngành nào thì đang được hưởng lợi và đang là trọng tâm của nền kinh tế. Và nếu như trong sắp tới, ví dụ như trong khi cà phê thì anh chị sẽ nghĩ này, ví dụ như trong hiện tại thì chúng ta đang cho rằng là xu hướng của thị trường là gọi là điều chỉnh, thì những cái giai đoạn này là những giai đoạn rất là tuyệt vời. Nó đang điều chỉnh thì nó rất là tuyệt vời là bởi vì sao? Bởi vì là chúng ta sẽ có cơ hội để mua gọi là for sale, gọi là sell off những cái hàng hóa, những cái doanh nghiệp, những cái cổ phiếu hoặc là những cái sản phẩm ở ngoài đời thực, ví dụ như là bất động sản hay là những cái sản phẩm với cái giá thì trong tương lai nó sẽ có thể là sẽ thấp và phù hợp. Thì rất là tốt. Thì vì nếu như mà chúng ta mua ở cái thời điểm khác thì nó sẽ là cao giá, còn giai đoạn này thì chúng ta đang có thể canh và đang quan sát để xem là cái đợt sell off này nó sẽ kết thúc ở chỗ nào, và chúng ta tận dụng cái xu hướng sell off để có thể mua cổ phiếu. Thì để trước khi mà để mua cổ phiếu thì chúng ta cần phải làm là vậy, thì chúng ta phải định hướng là nếu như chúng ta mua thì chúng ta sẽ mua cái ngành gì. Tức là ngồi uống cà phê thôi, chúng ta có thể suy nghĩ là vậy thì nếu như mà sau cái đợt sell off này, sau cái đợt kinh tế có vấn đề này, nếu như mà cái đợt downtrend này nó kéo dài và nó kết thúc, thì cái lĩnh vực nào
để suy nghĩ là cái lĩnh vực nào sẽ là cái lĩnh vực mà chúng ta quan tâm, và nền kinh tế nó sẽ được sự quan tâm nhiều nhất, quay trở lại để nó phát triển, thì chúng ta sẽ ngồi suy nghĩ. Bởi vì đôi lúc là những cái lúc rảnh rỗi uống cà phê thì chúng ta chỉ trà dư tiểu hậu, nói những cái chuyện này chuyện khác là linh tinh mà nó không đem lại nhiều cái lợi ích. Ví dụ, liên quan đến câu chuyện là đầu tư, thì chúng ta có thể ví dụ như ngồi cà phê một mình thì chúng ta có thể suy nghĩ là vậy thì sau cái đợt mà sell off của thị trường hiện tại đã bắt đầu từ tháng 4 năm 2018 đến bây giờ của thị trường chứng khoán, thì nếu như mà nó hồi phục trở lại, kinh tế ổn lại thì ngành nào, thì cái đó là điều chúng ta cần phải suy nghĩ theo cách là ví dụ như tôi lấy ví dụ như trong những năm trước đây thì chúng ta nghĩ tới là ví dụ kinh tế hồi phục thì ngành đầu tiên được hưởng lợi là ngành sắt thép. Tôi lấy ví dụ năm 2016 á, tôi cũng đã có từng nhiều video chia sẻ vấn đề là sắt thép được hưởng lợi vì là người ta gọi là kích thích kinh tế, rồi các dự án xây dựng trở lại thì đương nhiên là dự án xây dựng lại thì sắt thép được hưởng lợi. Thì vậy thì ok. Thì vậy nếu như vậy thì theo cái đánh giá của anh chị thì sau cái chu kỳ này thì ngành nào sẽ được hưởng lợi? Ngành nào đầu tiên khi kinh tế phục hồi trở lại thì được hưởng lợi đầu tiên? Thì chúng ta cũng cần phải tính. Và nếu như anh chị và các bạn có những cái đề xuất là ví dụ như ngành ngân hàng sẽ được hưởng lợi đầu tiên hoặc là ngành nào được hưởng lợi đầu tiên, thì anh chị sẽ phải suy nghĩ trước. Bởi vì tại sao phải làm chuyện đó? Là bởi vì chúng ta phải làm như vậy thì có cái định hướng. Sau đó chúng ta mới bắt đầu đi tìm cái ngành đó có những cổ phiếu nào trên thị trường. Đấy, rồi chúng ta mới đi tìm một cái công ty nào đó nó trong cái ngành đó mà nó có cái lợi thế cạnh tranh, và chúng ta mới đi phân tích về mặt chi tiết từng cái cổ phiếu. Cái đầu tiên mà rất là quan trọng đó là chúng ta phải định hình xem là liệu thì sau cái đợt kinh tế phục hồi thì như thế nào. Thì giống như đợi ngày xưa thì ví dụ như anh chị và các bạn thấy là nếu như mà sau cái kinh tế mà khủng hoảng năm 2008 tới năm 2015 mà nếu anh chị nhìn thấy được rằng là phục hồi thì ngành sắt thép được hưởng lợi đầu tiên, thì chúng ta đầu tư vào cổ phiếu sắt thép năm giai đoạn 2015 đến năm 2018 thì chúng ta đã có những cái hưởng lợi rất là lớn. Vì cái tăng giá của cổ phiếu là một chuyện, chuyện thứ hai nữa là chúng ta cũng bắt kịp được với các cái nhịp gọi là tăng giảm của thị trường, nghĩa rất là hợp lý bởi vì chúng ta có cái định hướng về cái suy nghĩ trước đó. Đó là vấn đề thứ nhất. Này, thứ hai nữa, sau đó thì sẽ đến ngành nào, tiếp theo thì sẽ đến ngành nào, ví dụ như sau khi ngành thép xong thì đến ngành nào, thì chúng tôi cũng đã có những video chia sẻ với anh chị là định hướng như vậy. Thì ok, cái chuyện đã qua thì chúng ta không nói lại nữa bởi vì nhiều video nói rồi. Những cái vấn đề tiếp theo thì như thế nào? Hoặc là ví dụ ngay bây giờ thì chúng ta ngồi cà phê thôi, mặc dù chỉ là cái việc là cà phê thôi, nhưng mà nó cũng sẽ là kiếm được rất là nhiều cái suy nghĩ của chúng ta. Mỗi người sẽ có rất nhiều, trong số anh chị em và các bạn đang ngồi trước màn hình đây thì mỗi người có một cái cách nghĩ, cách nhìn khác nhau về đánh giá về cái sự phục hồi sau khi mà cái chu kỳ gọi là, nó có thể không dùng cái từ khủng hoảng thì chúng ta dùng cái gọi là chu kỳ điều chỉnh của thị trường, nó kết thúc, cái đợt sell off nó chấm dứt, thì chúng ta sẽ quan tâm đến ngành nào thì sẽ đem lại được cái hiệu ích. Thì tôi lấy ví dụ như là trong ngay bây giờ luôn đi, thì cái ngành nào thường là được cái hưởng lợi nhiều trong cái nền kinh tế hiện tại, thì ví dụ giá dầu giảm thì mấy cái công ty mà vận tải, vận tiết các thứ thì nó sẽ hưởng lợi. Chúng ta lấy ví dụ thế, thì cái cách nghĩ của chúng ta là như vậy. Ví dụ như ta suy nghĩ là giá dầu giảm thì Super Đông Kiên Giang nó hưởng lợi, thì mấy ngành vận tải, ví dụ vận tải hàng không, vận tải đường thủy, đường bộ thì nó được hưởng lợi bởi vì chi phí đầu vào của nó phần lớn là chi phí xăng dầu. Đấy, tôi lấy ví dụ thế. Nó ví dụ như là chúng ta nghĩ là ví dụ kinh tế khó khăn thì mấy cái ngành mà gọi là liên quan đến xây dựng rồi với cái ngành mà gọi là tài chính cho vay các thứ thì nó khó khăn hơn, thì nhưng mà lại một số ngành thì nó là vẫn được hưởng lợi, đó là ví dụ như là một số ngành liên quan đến thực phẩm, ví dụ như người ta vẫn phải tiêu dùng, thì đó là cái cách người ta nghĩ, suy nghĩ về khi mà uống cà phê, khi mà chúng ta dành thời gian chúng ta suy nghĩ chuyện đó nó sẽ đúng hơn và nó phù hợp hơn là câu chuyện là chúng ta nghe ai đó nói về một cái cổ phiếu nào đó, nghe một cái cổ phiếu nào đó thôi. Sau đấy ngồi đi phân tích cổ phiếu này tốt. Cái vấn đề là chúng ta phải đánh giá cái tổng quan. Ý tôi muốn chia sẻ với anh chị và bạn là đánh giá một cái tổng quan để có cái góc nhìn tổng, rồi sau đấy chúng ta chọn ngành. Chọn ra được cái ngành đó nó phù hợp sau cái đợt đó thì chúng ta mới bắt đầu đi tìm các cổ phiếu. Đó là chúng ta phân tích từ xa đến gần, từ tổng quan nhìn. Mặc dù là đôi khi thì nhiều anh chị sẽ báo là cái này khó nên sao mà làm. Không phải không, nó không khó đâu. Ai cũng có một cái lợi thế, cái đặc điểm của
của mình, và mỗi người có một cái cách nghĩ khác nhau. Thì nếu nghĩ thế nào thì anh chị và các bạn gọi là comment ở phía dưới video, thì chúng tôi sẽ trả lời anh chị em và các bạn cái ngành mình nghĩ nó phù hợp hay không, và chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi chia sẻ ở cái phần bình luận của video này. Thì chúng ta sẽ tìm ra được một cái chân lý là à, như vậy là nhờ vào cái việc mà chỉ là cà phê thôi, và dành cái thời gian cà phê để chúng ta suy nghĩ về những cái thứ mà trước giờ chúng ta chưa bao giờ suy nghĩ, mà chưa bao giờ tính toán tới. Vì cái vấn đề thành công hay thất bại của việc cái đầu tư á, nó không những là chúng ta mua được giá thấp, không những là chúng ta tìm được một doanh nghiệp tốt, mà chúng ta phải định hướng được rằng là cái nào là cốt lõi trọng điểm của cái giai đoạn, đi vào đúng cái lõi của giai đoạn, tức là đi vào cái ngành nghề được hỗ trợ, được nền kinh tế quan tâm của cái giai đoạn đó, thì chúng ta mới đem lại cái thành công. Đó là cũng là lý do tại sao mà trong các cái báo cáo định gọi là đánh giá ngành của các công ty chứng khoán, thì họ cũng đều là đánh giá dựa trên cái cơ sở nền tảng, tức là cái giai đoạn đó thì cái ngành đó được hưởng lợi. Hưởng lợi vì sao hưởng lợi? Ví dụ ngành vận tải, rồi ngành các cái ngành vận tải hàng không, đường bộ, đường sắt, đường thủy được hưởng lợi thì giá dầu giảm. Thì là bởi vì sao? Bởi vì như tôi vừa nói đấy. Hoặc là ví dụ như là trong cái giai đoạn sắp tới thì được mở thêm nhiều hãng hàng không. Ví dụ như là Bamboo Airlines nó mở thêm, rồi một số cái hãng hàng không mở thêm, sân bay có thể mở thêm. Thì cái ngành nào được hưởng lợi? Ví dụ như những cái thằng làm hạ tầng có lợi thế cạnh tranh như là ACV nó hưởng lợi. Ví dụ thế. Hoặc là trong cái điều kiện mà kinh tế, cái việc mà hưởng lợi á, thì chúng ta sẽ dễ nhìn thấy khi điều kiện kinh tế mà trong cái chu kỳ tăng trưởng. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ rất khó để suy nghĩ. Vậy thì chúng ta không nghĩ như vậy nữa, thì chúng ta nghĩ ngược lại xem là ví dụ kinh tế khó khăn thì cái nào thì là gặp những cái rắc rối thì chúng ta sẽ tránh nó ra. Ví dụ như giả định như chúng ta đồng ý với quan điểm là kinh tế trong nó đã khó khăn được một thời gian rồi, và sắp tới nếu nó khó khăn nữa thì cái nào sẽ bị ảnh hưởng. Đấy, ví dụ như là khó khăn thì cái việc mà các dự án bất động sản thì nó sẽ khó khăn về mặt nguồn vốn, thì nó có thể là sẽ chứng lại. Hoặc là khi đó thì rõ ràng là cái ngành ví dụ như ngành chứng khoán chẳng hạn, thì khi khó khăn thì thanh khoản thị trường nó thấp xuống thì cái ngành mà dịch vụ chứng khoán thì nó cũng kém đi. Rồi ngành nào nữa, khi bất động sản mà có vấn đề thì những cái ngành như kiểu như là buôn bán nguyên vật liệu xây dựng thì nó sẽ chậm lại cái đà tăng trưởng, bởi vì là bán được ít hơn, giá cả nó có xu hướng thấp hơn. Quặng sắt, quặng thép các thứ thì nó xu hướng xuống sâu hơn thì chúng ta sẽ bất lợi. Hoặc là ví dụ như ngành tiếp theo sẽ là cái ngành mà nợ xấu nó sẽ nhiều hơn, bởi vì kinh tế khó khăn thì cái dự án hoặc cái việc mà đầu tư thì nó không hiệu quả, thì cái việc mà vay lãi ngân hàng của các cái doanh nghiệp ABC nào đó thì nó sẽ gặp khó khăn, thì không trả được nợ thì nó thành nợ xấu thì nó khó hơn. Và từ đó, từ cái tư duy đó thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu từng vấn đề một. Thì sau khi mà đi tìm hiểu được từng cái vấn đề một, tìm hiểu được những cái việc như thế, những cái vấn đề chúng tôi vừa trao đổi như thế, thì chúng ta sẽ có cái định lượng chung. Rồi, sau cái định lượng chung đó thì chúng ta sẽ bàn tiếp đến cái chủ đề tiếp theo ở cái việc là rồi tìm được ngành rồi. Tìm được cái ngành chúng ta sẽ comment nhé. Anh chị tìm từng cái ngành mà chúng ta cảm thấy là sau cái đợt gọi là sell off của thị trường 2018-2019 kết thúc, thì chúng ta sẽ tìm ra được một cái ngành nào đó mà chúng ta gọi là sẽ là cái trọng điểm của nền kinh tế. Chúng ta comment ở phía dưới video này để chúng ta biết cùng nhau tranh luận, nếu đúng sai như thế nào chúng ta nhận ra được cái sự thật là như thế. Sau đó chúng ta sẽ đi tìm, bắt đầu khi biết được cái ngành rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu đi tìm trong cái ngành đó thì có bao nhiêu công ty đang ở trên sàn chứng khoán, thanh khoản như thế nào, cổ phiếu đó là cổ phiếu gì, tên gì, doanh làm ăn ra sao. Thì chúng ta sẽ bắt đầu đến cái giai đoạn 2, đó là video tiếp theo thì chúng tôi sẽ trao đổi với anh chị em và các bạn về cái vấn đề đó. Đó là chúng ta sẽ bắt đầu đi lọc những cái cổ phiếu thuộc cái ngành mà chúng ta vừa đánh giá là kinh tế như thế thì chúng ta sẽ tìm. Thì giống như năm 2015 tôi làm là tôi đánh giá là ngành thép là sẽ đầu tiên thì được hưởng lợi. Thì chúng ta sẽ có lọc ra ngành thép gồm trên thị trường gồm có Hoa Sen, Hòa Phát, Nam Kim, Tiến Lên, Việt Ý, Việt Đức, mấy công ty như thế. Chúng ta lọc ra lấy hai cổ phiếu thôi. Chúng ta chọn lấy hai cổ phiếu thì năm đó thì tôi chọn là Hoa Sen với lại Hòa Phát. Thì giai đoạn đó chúng ta cũng đầu tư vào đó. Đầu năm 2015, nửa cuối năm 2014, đầu 2015 thì chúng ta kiếm lời được rất là lớn ở các cổ phiếu này. Nếu anh chị không tin thì cứ nhìn lại những cổ phiếu này thì chúng ta đã kiếm được một khoản lời rất lớn. Thì đó là cái cách mà chúng ta nhận định. Sau đó thì chúng ta đến ngành nào, cái ngành đầu tiên hưởng lợi, sau đến ngành thứ hai là ngành gì, ngành thứ ba thì chúng ta chuẩn bị trước. Như là trong cái lúc mà chúng ta đang rảnh rỗi như thế này, đang ngồi uống cà phê suy nghĩ về thế, thì chúng ta chuẩn bị trước cho cái câu chuyện đó. Thì cái người không hiểu về tài chính lắm thì chúng ta cũng có thể mường tượng được cái câu chuyện là thực tế cuộc sống nó là như vậy, nhu cầu thực tế nó như vậy. Doanh nghiệp nào mà đáp ứng cái nhu cầu thực tế của cuộc sống thì nó sẽ tạo ra cái lợi ích xã hội và nó đã tạo ra cái sự tăng trưởng thôi. Thì khi chúng ta nhìn nhận đúng vấn đề
chắc chắn thì chúng ta đúng vấn đề, chúng ta mới có thể tiếp tục phát triển được, chúng ta có thể mới có đầu tư đúng được, và đầu tư đúng được thì chúng ta mới có thể kiếm lợi ích được. Cái này chúng ta nhìn nhận sai, chúng ta không dự báo được cái chuyện này để chúng ta làm công tác chuẩn bị thì sắp tới chúng ta không làm gì cả. Thì hẹn anh chị vào cái video tiếp theo thì chúng tôi sẽ nói đến câu chuyện là sau khi tìm được nghề ngành rồi, thì sau cái video này thì hy vọng là chúng ta sẽ comment rất là nhiều những cái ngành nghề dự báo là sau khi mà nền kinh tế nó có gọi là một cái giai đoạn nữa để điều chỉnh gọi là sell off, thì chúng ta chuẩn bị cho giai đoạn đó và tìm được cái ngành thì chúng ta sẽ bắt đầu đến giai đoạn thứ hai là chúng ta sẽ đi vào phân tích, thì chúng ta sẽ tôi sẽ chia sẻ với anh chị em và các bạn chi tiết về cái cách phân tích như nào, lọc ra làm sao, cái nào giữ lại, cái nào bỏ đi, thì đó là video thứ hai. Và chúng ta đi từng bước một từ những cái câu chuyện là nhìn nhận là xu hướng chung của nền kinh tế là bằng những cái video mà chia sẻ vĩ mô lâu nay đã nói với anh chị. Sau đó thì đến giai đoạn thứ hai là vĩ mô thì chúng ta biết sơ sơ như thế rồi, nắm được cơ bản như thế rồi, biết được cái xu hướng thị trường hiện tại đang là downtrend, đang là sell off. Xong, đó là cái vấn đề thứ nhất là cần làm. Vấn đề thứ hai là vừa nói với anh chị xong, cà phê suy nghĩ về sự đời, suy nghĩ về các ngành kinh tế, nó rất là vui mà thôi, nhưng mà nó đem lại hữu ích rất là tốt cho anh chị. Đó là vấn đề thứ hai. Sau đấy vấn đề thứ ba, chúng ta biết được cái gì nên nghiên cứu thì chúng ta mới phân loại được. Chứ bây giờ nghiên cứu cả thị trường thì chúng ta nghiên cứu làm sao được, chỉ nghiên cứu được những cái thứ gì mà chúng ta thực sự quan tâm. Rồi đến giai đoạn là sẽ có video tiếp theo sẽ nói về câu chuyện là khi chúng ta biết được ngành thì đừng quên là bình luận cái ngành mà chúng ta nghĩ là nó sẽ là cái ngành gọi là trọng điểm của nền kinh tế sau cái đợt sell off này, thì để chúng ta cùng nhau chia sẻ tiếp ở video tiếp theo. Thì thân ái chào, hẹn gặp lại, và đừng quên ủng hộ cái kênh, ủng hộ nhóm bằng việc là like và chia sẻ video để có thể có cái động lực. Nhiều like, nhiều chia sẻ thì chúng ta có động lực để làm những video khác tiếp theo thì nó hay hơn, hiệu quả hơn và chất lượng hơn. Và bên cạnh đó nữa thì nếu anh chị nào mà xem video mà chưa đăng ký kênh thì nhớ đăng ký kênh để có những video mới thì chúng ta có thể cập nhật nhanh và không bỏ lỡ những video mới. Thì thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo. Cảm ơn quý anh chị em và các bạn, và hy vọng video này thì đem lại những hữu ích nhất định cho anh chị em và các bạn, là những người mà mới tham gia thị trường hoặc là những người chưa hiểu nhiều về thị trường. Còn những người đã hiểu rồi thì chúng ta sẽ đón xem những video nâng cao dần dần ở phía sau. Chúng ta sẽ tiếp tục cái chương trình gọi là cái show chương trình hướng dẫn cách đầu tư cho những người gọi là mới bắt đầu từ tiếp cận, rồi sau đấy dần dần như thế nào. Xin chào và hẹn gặp lại.